Trái đất như là viên đá cẩm thạch màu xanh sáng bóng, hấp dẫn và nhỏ bé giữa không gian vô tận. Trái đất không chỉ là nơi con người có thể sinh sống, mà còn được biết đến như nguồn gốc của sự sống và là hành tinh duy nhất tồn tại sự sống. Trải qua vài thế kỷ, chúng ta đã tìm hiểu rất nhiều về trái đất, thứ luôn hấp dẫn chúng ta. Nhưng có bao nhiêu người thực sự hiểu rõ về hành tinh trái đất? Từ khi mới sinh ra, chúng ta đã sống trên hành tinh này. Nhưng liệu chúng ta có hiểu rõ về nó không? Trái đất, ngôi nhà xanh của chúng ta, luôn chứa đựng những câu chuyện kỳ lạ và thú vị mà không phải ai cũng có thể biết hết. Và sau đây là 18 sự thật về trái đất có thể bạn chưa biết. Đầu tiên, kiến tạo mảng giữ hành tinh thoải mái. Trái đất là hành tinh duy nhất trong hệ mặt trời có các mảng kiến tạo. Về cơ bản, lớp vỏ bên ngoài của trái đất được chia thành nhiều phần được gọi là mảng kiến tạo. Đó là những thứ nổi lên bên trong magma của trái đất và nó có thể di chuyển. Khi hai mảng va chạm nhau, một mảng sẽ bị đẩy ngược lại xuống phía dưới mảng khác và nơi chúng tách rời nhau sẽ hình thành lớp vỏ mới. Quá trình này có nhiều lý do quan trọng. Nó không chỉ kiến tạo lại bề mặt và hoạt động địa chất như động đất, sự phun trào núi lửa, núi khôi tảng và hình thành rãnh đại dương mà thực chất còn là chu kỳ carbon. Khi các thực vật nhỏ xíu trong đại dương chết đi, chúng sẽ rơi xuống đáy sâu của đại dương. Trải qua thời gian dài, những tàn dư của sinh vật sống, một lượng lớn carbon bị đẩy ngược vào bên trong trái đất và tái tạo lại. Điều này làm cho carbon ra khỏi bầu khí quyển, đảm bảo rằng chúng ta không phải chịu ảnh hưởng bởi hiệu ứng nhà kính mất kiểm soát xảy ra như ở sao Kim. Nếu không, trái đất sẽ trở thành một nơi nóng khủng khiếp. Thứ hai, trái đất gần giống hình cầu. Mọi người luôn cho rằng trái đất là một hình cầu, nhưng thực tế thì không phải vậy. Nhờ có thiên văn học hiện đại và du hành vũ trụ mà các nhà khoa học đã tìm ra rằng trái đất có hình dạng giống một quả cầu dẹt, cũng được biết đến như hình phỏng cầu dẹt. Trái đất gần giống hình cầu, có các cực dẹt và đường xích đạo phình ra. Với trái đất, việc phình ra này là do sự luân chuyển của các hành tinh. Điều này có nghĩa là khoảng cách từ cực này đến cực khác ngắn hơn so với đường kính đi qua xích đạo của trái đất. Mặc dù ngọn núi cao nhất trên trái đất là đỉnh núi Everest, nhưng thực tế nếu tính từ tâm của trái đất, thì ngọn núi Chimborazo ở Ecuador mới là cao nhất. 3. Thành phần cấu tạo của trái đất hầu hết là sắt, oxy và silic. Khi phân tích các chất liệu cấu thành lên trái đất, bạn sẽ thấy 32,1% là sắt, 30,1% oxy, 15,1% silic và 13,9% magie. Dĩ nhiên, phần lớn sắt nằm trong lõi của trái đất. Thực tế, nghiên cứu đã tìm ra lõi của trái đất có chứa 88% là sắt, còn lớp vỏ trái đất là 47% oxy. 4. 70% bề mặt trái đất là nước. Các nhà du hành vũ trụ lần đầu tiên đi vào không gian, quan sát trái đất bằng mắt thường gọi trái đất với biệt danh là hành tinh xanh, Blue Planet. Điều đó là dễ hiểu, khi 70% bề mặt hành tinh của chúng ta được bao phủ bởi nước, còn 30% là lớp vỏ rắn nằm trên mực nước biển. Vì vậy, đó là lý do tại sao nó được gọi là lớp vỏ lục địa. 5. Khí quyển của trái đất rộng đến 10.000 km. Bầu khí quyển của trái đất dày nhất trong vòng 50 km đầu tiên tính từ bề mặt, nhưng thực tế còn tính cả 10.000 km phần bên ngoài không gian. Khí quyển trái đất gồm 5 tầng lớp chính là tầng đối lưu troposphere, tầng bình lưu stratosphere, tầng giữa của khí quyển mesosphere, thượng tầng khí quyển hay nhiệt quyển thermosphere và ngoại quyển exosphere. Theo quy luật về áp lực khí và mật độ giảm, áp lực khí đi vào khí quyển cao hơn thì mật độ bề mặt sẽ dày hơn. Thực tế, 75% bầu khí quyển của trái đất nằm trong khoảng 11 km đầu tiên trên bề mặt của hành tinh này. Tầng ngoại quyển chủ yếu gồm mật độ cực thấp của hydro, heli và một số phân tử nặng hơn như nitơ, oxy và carbon dioxide. Các nguyên tử và phân tử nằm cách xa nhau, tầng ngoại quyển không phải là nơi hoạt động của khí. Các hạt phân tử liên tục thoát ra ngoài không gian. Các hạt phân tử di chuyển tự do theo quỹ đạo đường đạn và có thể di chuyển ra vào tầng từ trường hoặc với gió mặt trời. Nhưng trong một nghiên cứu mới đây cho thấy, trái đất còn sở hữu một tầng khí quyển nữa và ước tính nó to đến mức chạm đến cả mặt trăng. Vật thể có khoảng cách trung bình với trái đất lên tới 384.403 km. 6. Lõi sắt tan chảy của trái đất tạo ra một từ trường. Trái đất giống như một thỏi nam châm khổng lồ, gồm có hai cực nằm ở hai đầu gần với các cực địa lý thực tế. Từ trường kéo dài hàng nghìn cây số ra phía ngoài bề mặt của trái đất, hình thành một khu vực gọi là tầng từ trường.
các nhà khoa học cho rằng từ trường này được tạo ra bởi lõi ngoài tan chảy của trái đất, nơi mà nhiệt tạo ra các chuyển động đối lưu của vật liệu dẫn điện để tạo ra dòng điện. Đặc biệt hơn, nếu không có tầng từ trường, các hạt phân tử từ gió mặt trời sẽ thổi trực tiếp vào trái đất, đưa vào bề mặt hành tinh một lượng lớn phóng xạ. Thay vào đó, từ quyển chuyển gió mặt trời quay xung quanh trái đất, bảo vệ chúng ta khỏi những tổn hại về sức khỏe. Các nhà khoa học cũng đưa ra giả thuyết bầu khí quyển của sao Hỏa mỏng là do có một tầng từ trường yếu hơn so với trái đất. 7. Trái đất quay quanh trục không mất đến 24 giờ. Thực tế, trái đất quay quanh trục của nó chỉ mất 23 giờ 56 phút và 4 giây. Các nhà thiên văn học gọi đó là một ngày thiên văn. Không có nghĩa là một ngày của chúng ta sẽ ngắn hơn 4 phút. Thời gian thừa sẽ được cộng dồn vào từng ngày, từng tháng. Vì trái đất quay xung quanh mặt trời, mỗi ngày mặt trời chuyển động lệch so với những ngôi sao trên bầu trời khoảng 1 độ so với kích thước của mặt trăng trên bầu trời. Và như vậy, nếu cộng thêm chuyển động từ mặt trời thì chúng ta sẽ thấy rằng trái đất quay quanh mặt trời cũng giống như đang quay quanh trục của nó, sẽ mất tổng thời gian là 24 giờ. Nó được gọi là ngày mặt trời, khác với ngày thiên văn, thời gian để mặt trời quay trở lại vị trí cũ trên bầu trời. Sự khác biệt giữa chúng là thời gian các ngôi sao xuất hiện cùng một nơi trên bầu trời và vị trí mặt trời mọc và lặn. 8. Một năm trên trái đất không phải là 365 ngày. Thực tế, một năm trên trái đất có 365,2564 ngày. Phần dư 0,2564 ngày tạo ra việc cứ 4 năm lại có một năm nhuận. Đó là lý do tại sao cứ 4 năm một lần lại cộng thêm một ngày vào tháng 2 như năm 2004, năm 2008, năm 2012, vân vân. Trường hợp ngoại lệ trong quy tắc này là nếu số năm chia hết cho 100, năm 1900, năm 2100, vân vân, và chia hết cho 400, năm 1600, năm 2000, vân vân. 9. Trái đất có một mặt trăng và hai vệ tinh cùng quỹ đạo. Như bạn đã biết, trái đất chỉ có duy nhất một mặt trăng. Nhưng liệu bạn có biết rằng trái đất của chúng ta còn có hai tiểu hành tinh khác cùng quỹ đạo quay xung quanh trái đất không? Chúng được gọi là 3753 Grytne, một tiểu hành tinh vành đai chính bay quanh mặt trời, và 2002A29, một vật thể gần trái đất và sắp sửa bị trái đất bắt giữ làm vệ tinh. Tiểu hành tinh 3753 Grytne có kích thước dài 5 km và đôi khi còn được gọi là mặt trăng thứ hai của trái đất. Thực tế, nó không quay quanh trái đất, nhưng lại có một quỹ đạo đồng bộ với hành tinh của chúng ta. Hơn nữa, quỹ đạo này làm nó giống như đang đi theo sau trái đất, trong cùng một quỹ đạo, nhưng thực tế, nó lại đi theo một quỹ đạo riêng, quỹ đạo quay xung quanh mặt trời. Trong khi đó, 2002A29 có kích thước dài khoảng 60m, là một quỹ đạo hình móng ngựa quay xung quanh trái đất, 95 năm mới đến gần trái đất một lần, và khoảng 600 năm mới xuất hiện xung quanh trái đất, trong cùng một quỹ đạo giống vệ tinh một lần. 10. Trái đất là hành tinh duy nhất tồn tại sự sống. Chúng ta đã tìm ra những bằng chứng về nước và các phân tử hữu cơ trên sao Hỏa, các khối xây dựng sẵn về sự sống trên mặt trăng của thổ tinh. Chúng ta có thể quan sát được axit amin có trong tinh vân ở vũ trụ xa xôi. Các nhà khoa học đã nghiên cứu về nơi sự sống có thể tồn tại được bên dưới lớp vỏ băng của mặt trăng Europa của sao Mộc và mặt trăng Titan của sao Thổ. Nhưng chỉ có trái đất là hành tinh duy nhất tồn tại được sự sống. Các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực tìm ra những hành tinh có tồn tại sự sống khác. Nhưng tính đến nay, trái đất vẫn là hành tinh duy nhất tồn tại sự sống mà chúng ta biết. 11. Hành tinh chứa năng lượng phóng xạ. Một nghiên cứu năm 2011 cho biết trái đất tỏa ra nhiệt lượng đạt tới 40 terawatt và một nửa trong số này được phát ra từ hoạt động phân rã phóng xạ trong lõi trái đất. Hầu hết phần nhiệt lượng hỗ trợ cho toàn bộ sự sống trên hành tinh của chúng ta đều đến từ hoạt động phân rã phóng xạ của các nguyên tố như thorium, uranium và potassium. 12. Sự sống dưới đáy biển. Lớp trầm tích dưới đáy biển chính là nhà của xấp xỉ 2,900 tỷ 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 vi sinh vật tồn tại ở độ sâu 2,5 km dưới đáy biển. Phần lớn hệ sinh thái tại đây phát triển rất chậm so với hệ sinh thái trên bề mặt biển. Các nhà khoa học hiện đang tìm kiếm thêm các dấu vết của sự sống có thể tồn tại ở độ sâu sâu hơn so với trước đây đã được tìm thấy. 13. Rêu có mặt khắp nơi trên hành tinh chúng ta. Sở dĩ chúng có thể phát triển như thế là nhờ khả năng hút nước trực tiếp trong không khí thông qua phần cấu trúc cơ thể đặc biệt, phần râu mọc ra từ lá. Với những loại rêu sống ở vùng khí hậu khô nóng, đây thực sự là một khả năng rất có lợi với chúng. 14.
mây giúp điều chỉnh nhiệt độ trên trái đất. Nếu gom hết lượng nước trong mây xuống phủ lên bề mặt đất sẽ được bao phủ bởi một lớp nước có độ dày cỡ một cọng tóc. Chính lượng nước này tạo ra sự khác biệt giữa nhiệt độ mùa hè và mùa đông. Mây chính là yếu tố giúp điều hòa nhiệt độ của thời tiết trên hành tinh của chúng ta, giúp nền nhiệt độ mát mẻ hơn khá nhiều. 15. Ai đã đặt tên cho trái đất? Không như những hành tinh khác, khi ta biết rõ ngọn nguồn tên gọi của chúng, ta lại không hề có bất cứ cơ sở nào chỉ ra được ai đã gọi hành tinh xanh này là trái đất. Thuật ngữ trái đất bắt nguồn từ tiếng Anh cổ và ngôn ngữ Thượng Đức thuộc ngôn ngữ German Tây và cũng là hành tinh duy nhất không đặt tên theo tên của một vị thần Hy Lạp hay La Mã. 17. Trái đất là một động cơ nhiệt. Nhiệt từ mặt trời được hấp thụ ở những nơi thuộc vĩ độ thấp và trên bề mặt mặt đất, tỏa ra ở những nơi thuộc vĩ độ cao và trong khí quyển giống như động cơ nhiệt, và nó chính là tác nhân tạo ra gió và bão. 18. Số lượng virus còn nhiều hơn cả sao trên trời. Trái đất có vô số các loại virus tồn tại. Ước tính có khoảng hơn 1.000 tỷ loại virus khác nhau trên hành tinh của chúng ta. Con số này đủ để gán trong mỗi ngôi sao trong vũ trụ 100 triệu lần